Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại kênh của anh Chứng khoán Đức Chiến. Hôm anh biết chắc rằng là ngày hôm nay rất nhiều anh em cũng nản. Thật sự là anh em cầm cổ cũng nản đúng không? Mà anh em cầm tiền cũng nản. Vì đợi mãi thị trường nó cũng không chỉnh cho anh em đúng không? Mà anh em cầm cổ thì cũng nản, cầm mãi cổ này, nó cũng không tăng. Thì thị trường hiện tại trong cái bối cảnh của thị trường hiện tại nó đang như vậy anh em ạ. Cái bối cảnh của cổ phiếu, các cái lớp cổ phiếu đấy. Thì tí nữa chúng ta sẽ đi vào từng lớp cổ phiếu để chúng ta phân tích đấy. Rằng nó đang làm gì đấy. Và rằng thị trường hiện sắp tới là nó có cú chỉnh hay không đấy. Thì trước khi đó thì Oanh và anh em mình sẽ đi vào một số cái thông tin vĩ mô của thế giới anh em nhé đấy. Và điểm lại một số cái nhận định của Oanh. Nếu anh em theo dõi kênh đấy, đi điểm lại một số cái nhận định của anh về các cái chỉ số giá dầu này, xong rồi giá vàng các kiểu anh em nhé, về tỷ giá nhé. Anh em nhìn đầu tiên là về giá vàng thì cũng đã như anh nói đúng không anh em, anh đã nói từ rất lâu rồi là sau khi mà cái cây vàng nó tạo đỉnh này thì khi mà nó đi lên lại thì anh bảo rằng là vàng trong bối cảnh này nó không giảm nữa, kể cả có những cái cây mà những cái đợt mà giảm mạnh ngày 14 tháng 2 chẳng hạn. Đấy, những cái đợt bán rất mạnh nhưng mà anh bảo là nó không giảm đâu, thì anh em nhìn thấy sau đó thì anh em nhìn thấy nó đi lên liên tục đúng không? Nó lên liên tục. Nhưng để mà tăng ấy thì ông anh đặt vào cái cửa là vàng nó khả năng tăng nhiều hơn là đi ngang và tăng nhiều hơn là giảm anh em nhé. Và anh em nhìn nó tăng lại này. Giá dầu anh em nhìn trước đây thì ông anh đã nói đúng không? Giá dầu nó rơi vào khoảng tầm 70 đến tầm 85 đô là cái giá 70 85 là cái giá hợp lý của giá dầu. Thì anh em nhìn từ nói chung là từ tháng 6, từ tháng 5 tháng 6 anh em nhìn này. Đến bây giờ nó vẫn chưa vượt được cái vùng từ 70 đến 85. Và có những lúc nó tiệm cận lên cái vùng 83. Đấy. Và ông anh đánh giá rằng là cái giá dầu này nếu mà nó lên vùng 85. Đấy. Nó lên cái vùng 83 và lên tiếp anh em nhé, thì giá dầu nó sẽ bước vào một cái xu hướng tăng mới anh em ạ. Nó là một cái xu hướng tăng rất mạnh anh em nhé. Đấy, nó phá vỡ cái trend này anh em hiểu không ạ? Nếu nó phá vỡ được cái trend, nó bước vào cái trend tăng mạnh thì giá dầu nó sẽ không dừng ở tại 90 đô đâu, 95 đô đâu, mà nó sẽ lên hẳn 100 đô hoặc nó sẽ lên 120 đô, thì lúc đó là chúng ta cần phải cẩn thận. Đấy. Thì giai đoạn này lâu lâu rồi anh mới nhắc đến dầu đúng không anh em. Đấy. Thì anh em nào mà đánh đánh forex, đánh commodity thì anh em để ý nhá, khi mà giá dầu tăng ấy là anh em đừng có short, là đứt đấy anh em ạ, em nhớ nhá. Còn những cái giá như là anh em nhìn tỷ giá đô la Mỹ đúng không ạ, cái đồng sức mạnh day one của đồng đô la Mỹ, thì anh cho rằng là cái việc mà Fed ngừng tăng lãi suất và chuẩn bị sắp tới có xu hướng hạ lãi suất, tuy nhiên cái việc hạ lãi suất đó của Fed thì nó cũng không làm cho cái đồng đô la Mỹ này nó tăng được đâu anh em ạ, anh em hiểu không ạ? Khi Fed hạ lãi suất là sao? Tức là Fed sẽ trước tiên là phải hút tiền về đúng không anh em? Sau đó là hạ lãi suất lần để cho cái lạm phát nó giảm. Đấy. Tuy nhiên Hùng Anh đánh giá rằng cái việc mà hút tiền về và hạ lãi suất thì đồng đô la Mỹ cũng không có khả năng tăng đúng không anh em ạ? Vì tại sao? Vì trong cái bối cảnh đồng đô la Mỹ này, vì anh em hiểu trong cái chu kỳ 2021 2022 khi mà Fed bơm ra rất nhiều, anh em nhìn cái bảng nó có một cái bảng, anh cho anh em xem, nó có một cái bảng đây, bảng bơm tiền của Fed anh em nhé. Anh em nhìn này, cái bảng cân đối ngoại tệ này là của Central Bank Asset, đây là của EU nhé, nó đang giảm này anh em nhìn này, Money Market này, đấy, đây là của Fed của Mỹ nhé. À đây. Đấy, anh em nhìn này, nó đang giảm, tức là nó đang từ 8.000 đấy bao nhiêu 8 triệu 700 nghìn tỷ đấy, nó giảm, anh em nhìn này, nó đang thu hẹp bảng cân đối kế toán chưa, hay tiếp tục anh em nhìn tiếp này. Đấy, anh em nhìn này, đấy. Bảng cân đối tổng tài sản này anh em nhìn này, những cái gần đây này anh em nhìn này, nó đang giảm anh em thấy không ạ, đấy. Nó đang giảm trở lại. Thì anh em phải hiểu rằng là khi mà cái việc mà nó giảm tổng tổng cái cung tiền ra ngoài ấy, thì sẽ làm cho cái đồng đô la nó tuy là nó sẽ mạnh lên nhưng nó còn cả cái bối cảnh lạm phát và cái nền sức mạnh của nền kinh tế.
Đấy. Cho nên Hoàng Anh nghĩ rằng là cái việc mà cái đồng sức mạnh đồng đô la Mỹ nó đi trong vùng 100, khoảng tầm 100 đi đến 105 là chuyện rất là bình thường anh em nhé. Đấy. Còn về US30 anh em nhìn Dow Jones này nó vẫn tiếp tục tăng như chưa gì, chưa hề có cuộc chia ly anh em hiểu không? Đấy, khi mà nó giảm này, nó tăng lên và sau đó nó siết, có thể nó vẫn tiếp tục tăng anh em, nó rất mạnh. Chỉ đến khi nào mà ngoài anh bảo khi mà đến tháng 4 chẳng hạn, Fed hạ lãi suất thì lúc đó thị trường chứng khoán mới có điều chỉnh, thị trường chứng khoán Mỹ anh em nhé. Và cái tham minh của ngoài anh ấy, nó giống hệt như cái việc mà thị trường chứng khoán Việt Nam đến tầm tháng 4, cuối tháng 3 đầu tháng 4 là anh em phải cẩn thận anh em nhé. Đấy. Còn mọi việc bây giờ nó mới bắt đầu anh em, bây giờ mới có 22 tháng 2, tức là chúng ta sẽ còn khoảng tầm hơn một tháng thoải mái anh em, và lúc đó anh em cầm được cổ phiếu thì lúc đó anh em mới ăn được cái nhịp cuối nó mới ngon anh em ạ. Còn bối cảnh thị trường hiện tại anh em cứ lo chỉnh, khi mà thị trường nó kéo những cái phiên đây thì Hùng Anh nghĩ rằng là thị trường này đi ngang đây. Bố anh cũng có nói với anh em này, thị trường cùng lắm là nó đi ngang thôi. Đấy. Anh em đừng bảo thị trường tạo đỉnh. Đấy. Thị trường đi ngang này, penny sẽ chạy. Anh em đừng bảo thị trường tạo đỉnh. Đấy. Anh em hiểu không ạ? Cái vấn đề ở đây là chúng ta phải biết là thị trường nó trong nhịp nào. Khi mà thị trường nó đi lên cao như này, nó đi ngang như này thì các cổ phiếu nó sẽ tích lũy tiếp và nó sẽ chạy. Anh em nhìn này, FTS nó tích lũy một cái nền này. Đây là một cái nền có thể nó rũ xuống đây, chuyện bình thường anh em ạ. Có thể nó rũ, chuyện bình thường, Hùng Anh chấp nhận luôn. Nó là chuyện bình thường. VIX anh em nhìn này, nó tích lũy vùng trên cao để sao nó rũ những cái thành phần kẹp ra anh em ạ, thành phần kẹp ra. Anh em nhìn SSI này, nó là một cái minh chứng rất là rõ. Anh em nhìn này, nó lên này. Đấy, sao nó rũ này, rũ này. Xong anh em thể nào anh em thấy nó hồi nhá. Kiểu gì anh em sẽ thấy là đấy nó chạm chạm MA20 đấy, sau nó sẽ hồi anh em, chuyện bình thường anh em. Chuyện đấy chuyện rất bình thường đấy, mọi cổ phiếu hiện tại anh em nhìn VCI này đấy, nó có cái gì đâu anh em, mọi thứ khi mà nó rút chân lên nó chưa tăng được đúng không anh em, nó chưa tăng được, chưa vào pha dẫn xuống, nó sẽ quay lại, nó sẽ quay lại nó test, và anh em nhìn nó test như này mai lại tăng tiếp, lại chả có chuyện gì anh em. Hay anh em nhìn CTS, anh em nhìn đấy, mọi thứ nó vẫn đang rất là ổn đúng không? Thậm chí nó còn có thể về được cái đường MA20, thậm chí nó về giá 30, nó lại là cơ hội để anh em lấy. Cơ hội anh em ạ. À. Vì anh em phải hiểu khi mà tạo lập họ đánh một cái nền như này là tất cả những cổ phiếu anh em chốt là ai đỡ thì mới tạo ra được những cái bộ nến rất là đẹp như này anh em. Ai đỡ thì mới tạo ra được những cái bộ nến rất bé như này anh em. Đó, anh em phải hiểu cái vấn đề nó đang nằm ở đâu anh em ạ. À. Thì nếu mà cái tư duy của anh em thay đổi thì anh em sẽ hiểu rằng là anh em không sợ mua giá cao, anh không, em không sợ u bô, vì khi mà nó đánh, ví dụ anh em nó đánh lên tí, nó đánh lên tí xong nó có một cây gãy, anh em chả thoát thoát mạnh còn gì đúng không anh em, thoát thế thì nếu mà giả sử anh em là đội lái thì anh em sẽ gọi là bán cho ai, bán cho ai đấy. Nó không thể bán được cho anh em, nó chỉ bán khi mà thị trường vào những cái pha hưng phấn anh em hiểu không? Khi mà nó kéo 2-3 phiên anh em, lúc đó anh em FOMO lao vào, lúc đó nó mới giải dần hàng và nó bán cho anh em. Chứ còn hiện tại bây giờ nó bán cho ma anh em ạ. Đấy. Bây giờ nó đạp xuống thì nó chết trước, nó chết trước chứ không phải là anh em chết trước. Cho nên là anh em không phải xoắn. Các anh lái ạ, à, thì để mà nói rằng là thị trường ổn không thì anh cho rằng thị trường vẫn rất là ổn. Ngày hôm nay tâm điểm ngày hôm nay nó vẫn là một cái mã cổ phiếu đúng không? Ngân hàng TCB đúng không? Nếu mà Hùng Anh nghĩ rằng nếu mà ai có TCB thì nên chốt dần ra. Thật sự là nên chốt dần ra. Anh em ạ. Đấy. Nên chốt dần ra đi. Đấy. Nó giống như những con này nó TCB lên nó sẽ tạo nền anh em ạ. Nó sẽ tạo nền tiếp ở trên này. Và có thể nó sẽ chạy thì cứ chốt dần, cứ anh em cứ để 1/3. Lên chốt 1/3, lên chốt 1/3. Cũng không có cổ nào tăng mãi đâu anh em nhé. Cái việc mà dòng ngân hàng đánh như này là rất vội anh em. Nó đánh rất vội. MSB ngày hôm nay tích lũy tiếp. Anh em nhìn điểm qua một số các cái cổ phiếu ngân hàng ấy, thì anh em thấy MB Bank nó vẫn rất ổn. Hôm qua thì vốn bắt đầu đi ngang, hôm nay bắt đầu vốn siết. CTG này cũng bắt đầu siết nhưng mà nó sẽ phải đi ngang tiếp anh em, sẽ phải đi ngang. VCB ngày hôm nay giảm điểm để kéo chỉ số bit. Đấy, vẫn đi ngang anh em nhìn này. Nó vẫn rất là ổn đúng không anh em? Đấy. Thì những cái con này nó có thể tạo cái vùng nền đây và sau đó nó móc ngược lên anh em ạ. Để tạo một cái vùng gọi là vùng gọi là một cái cú móc với một cái thanh khoản thấp anh em hiểu không? Một cái cú móc với thanh khoản thấp đấy, giống mô hình trong Mac Mini Vini anh em ạ.
đó để mà nó hướng lên. Đấy. Thì khi mà cổ phiếu đang trên tăng ấy, đấy, thì đoán cái việc mà nó giống như kiểu anh em này, khi thị trường đang trên tăng mà anh em cứ đoán thị trường giảm, rất khó để đoán được thị trường giảm. Cũng như vậy, khi cổ phiếu nó đang trên tăng ấy, rất khó để biết khi nào cổ phiếu nó sẽ điều chỉnh và nó điều chỉnh đến đâu, đúng không anh em? Nhiệm vụ của anh em, anh đã nói này, nhiệm vụ của anh em này, buổi sáng anh cũng đã nói này, là tập trung vào này, việc đoán thị trường điều chỉnh đâu nó là điều rất khó, mà khó thì bỏ qua, mình làm điều dễ rồi, đó là mình tập trung vào những cái cổ phiếu mà anh em mình nắm giữ, đúng không ạ? Đấy. Thì những cái cổ phiếu mà anh em mình nắm giữ ấy, ví dụ ngày hôm nay Hùng Anh có bảo là Hùng Anh cầm nhiều thép và chứng khoán không? Chứng khoán Hùng Anh cầm nhiều hơn thép rất nhiều. Đấy, ví dụ như ngày hôm nay con hoa sen, anh em nhìn này, con hoa sen nó giảm, Hùng Anh mua ở cái điểm 22.8 thì nó quay đầu, bây giờ hiện tại bây giờ Hùng Anh đang bị âm. Đấy, âm khoảng tầm 2 phẩy còn tầm 2%, gần 2%. Đấy. Thì đối với những con này nó đã giảm 5 phiên, anh em nhìn 1, 2, 3, 4, 5. Thì Hùng Anh cho rằng là nếu mà mai nó chạm cái đường MA 20 này, MA 50 này, có thể sẽ quay đầu, và những con cổ phiếu này nó sẽ đánh như thế anh em ạ. Đó là những cái nhịp, anh em hiểu không? Đó là những cái nhịp đánh của cổ phiếu. Nhịp những cái con hoa sen hay nam kim, anh em nhìn hoa sen nam kim, tính cách của cổ phiếu nó đánh thì nó sẽ đánh gãy tất cả các cái đường ở đây để sau đó nó móc lên, nó làm một cú móc, anh em nhìn này, một cú móc đúng không? Anh em nhìn nó giảm này, giảm 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 này, một cú móc. Đấy. Hay là hoa sen anh em nhìn này, đấy, nó cứ giảm này, một cú móc đấy, cứ giảm này, một cú móc đấy. Nó sẽ là như thế anh em ạ. Còn cái đồ cái việc con này bảo chết chưa? Ngoài tin chắc chắn là con hoa sen này chưa để chết được, chưa thể chết đấy anh em ạ, nó sẽ phải có một nhịp kéo. Anh em hiểu là những con này nó đang gọi là giống con SSI, anh em nhìn nó giống con SSI không? Đấy, ở vùng đỉnh cũ nó chỉnh này, giống hệt nhau anh em, không chết được đâu. Anh em yên tâm mà cầm đi, nếu mà ai mà tỷ trọng thấp thì xuống thế này lấy không anh? Thật sự thì không biết bao giờ tăng nhưng nó sẽ tăng anh em ạ. Anh như PDR anh em nhìn này. Ngày hôm nay những cái con PDR như này nó quay lại nó test, anh em hiểu không? Thậm chí mai nó còn thể giảm về vùng này. Đấy, nó test lại cái đỉnh vùng 28 28.8 này, thậm chí về về này. Nhưng nó là chuyện rất bình thường anh em, trừ khi anh em nó thủ cái vùng này, một cái cây sàn này. Nhưng mà ngoài anh cho rằng ấy, còn lâu nó mới làm như thế. Thật sự là chỉ có thiên nga đen nó mới làm như thế thôi anh em ạ. Chứ còn cái việc mà để nó giảm một cây sàn là rất khó. Là nó mất bao công nó setup giảm cái sàn còn lâu nó mới lên được. Đấy, cho nên rất khó anh em ạ. Anh em cứ cầm PDR, mặc dù cái cổ phiếu PDR này nó không phải là cổ phiếu tỷ trọng lớn của ngoài. Đấy. Ngoài cầm anh em biết FTS đúng không ạ? VIX. Đấy. Hay là VCI đúng không? Những cái con cổ phiếu mà ngoài cầm nó đều có một cái mức lợi nhuận và ngoài mua toàn tiền nền hết anh em. FTS bây giờ lãi 15% anh em ạ. Đấy. FTS giờ lãi 15%, có gì phải xoắn đâu. Đấy. Hay là VIX lãi 7%. Đấy. Đây. VIX cũng lãi 7%. Đấy, anh em thấy không? Cũng không gì phải xoắn, chấp một cái sàn. Nói chung là tầm này ấy, là cái tầm nếu mà anh em bán đi mua lại thì sẽ rất là khó. Đấy. Sẽ rất khó nếu cổ phiếu chạy một phát hai cây trần hoặc là một cây trần và sau đó tăng còn tầm 2-3% nữa, coi như anh em mất cổ phiếu, mất luôn điểm mua. Đấy. Ví dụ anh em bán này, anh em bán FRT đúng không, anh em lướt đúng không, anh em mua được ở đây chẳng hạn, mua đấy em lên đấy là em lướt, hoặc là anh em mua SSC này, em mua SSC đây đúng không, anh em nhìn tưởng là à, anh em mua SSC đây, em nhìn cái tưởng là cổ phiếu nó đúng không, nó bán, anh em bán ở ngay vùng này thì anh em nhìn cổ phiếu lại lên tiếp, nó lại lên tiếp đấy, nó lại như thế hay tiếp đấy. Cổ phiếu nó vẫn cứ thế nó lên anh em, nó cứ thế nó bò lên anh em ạ. Đấy, hay là anh em Long Hậu đúng không? Anh em bán cái này đúng không? Thì hôm sau lại mấy hôm sau lại bò lên. Đấy, nó là như thế anh em ạ. GVR cũng thế. Anh em bán cái này tưởng ngon đúng không? Hôm sau nó kéo lên. Thì anh em dám mua không? Nếu mà anh em ở vị thế thế này thì anh em không bao giờ anh em dám mua này. Tầm này của GVR bảo không dám vào, thật sự luôn. Hay CSV. Đấy. Những cái con cổ phiếu như này, một khi mà nó tăng nhỉ, một khi đã bán là coi như là không thể mua lại được. Nếu anh em mua được những cái vị thế ở dưới này, đúng không ạ? Đấy.
Cho nên anh em cần phải cân nhắc cái việc bán là cái việc cực kỳ quan trọng, chứ không phải là nó còn quan trọng hơn gấp nhiều lần việc mua, vì anh em bán anh mất cổ phiếu, mất vị thế của cổ phiếu. Mà cái vị thế là cái để mà anh em gồng được qua những cái mà thị trường chỉnh. Vì trên cái thị trường này không, chúng ta không ai biết thị trường chỉnh lúc nào và chỉnh bao lâu, chỉnh bao sâu, đúng không anh em? Cho nên là việc anh em tập trung vào cổ phiếu và có đệm lại, nó là cái điều thành công nhất. Đó là lý do tại sao anh em ngoài ăn được những cái con này. Anh biết chu kỳ tháng 5 năm ngoái ngoài ăn được những con này, ngoài mua đoạn này, mua đúng đoạn này và ăn được gần 100% của VPG này, ăn gần 100% hay DGC. Anh em nhìn Hùng Anh mua ở cây này, đúng cái này luôn, đúng cái này luôn. Đấy, nó vượt vùng 53 đấy và cũng ăn được khoảng tầm 80%. Đấy, và cuối cùng là bán ở vùng này. Đấy, anh em phải hiểu rằng là để mà cầm được một cái cổ phiếu nó từ tháng 5, tháng 6 đến cái vùng này tháng 10, nó là trải qua rất nhiều những cú sốc. Anh em hiểu không? Anh em nhìn này, đây ví dụ ngoài cầm từ đây, anh em nhìn này, 41% nó giảm một phát còn 22%. Đó là điều chắc chắn anh em sẽ phải trải qua nếu anh em muốn, anh em phải trả một cái biên lợi nhuận để anh em muốn ăn được một cái cổ phiếu đi hết chu kỳ, đúng không ạ? Và anh em nhìn bây giờ nó vấn đề thật sự là ngoài biết rằng cũng có anh em giữ được những cổ phiếu như này. Đấy, nhưng mà đối với ngoài thì ngoài là cứ đúng target xong là ngoài bán. Đấy, thì để ngoài chọn cổ khác và ngoài sẽ đỡ mất thời gian nó tích lũy lại như này. Và bây giờ thì anh em nhìn này, khi mà cổ DGC ông anh mua được cũng đã lãi 12%. Mặc dù ông anh bán đây bây giờ ông anh vẫn phải mua lại cái tầm loanh quanh cái giá 88-89 này này. Đấy, tuy nhiên là tránh được một khoảng thời gian đây và cái tiền đó thì để đánh được. Ông anh thì ông anh không khuyến khích anh em nào như thế nếu anh em chưa giỏi đánh, gọi là đánh nhảy như thế. Nhưng anh em phải hiểu, ví dụ anh em đu đây là anh em phải cắt lỗ được. Đấy, anh em đu đây mà anh em giữ lên đây thì cũng đứt anh em ạ. Đấy, cũng 9%. Đấy, thì bây giờ anh em nhìn này, mà nếu tăng được 4%, nhưng nếu cổ nó giảm tiếp thì sao, đúng không anh em? Đấy, cho nên là ở đây là trên cái thị trường này anh em cứ sai là anh em cắt lỗ trong anh, còn đúng thì anh em giữ lâu nhất trong anh là ăn được. Không cần biết, nếu anh em giỏi anh em đánh swing trade thì anh không nói, nhưng nếu anh em chưa giỏi anh em cứ cầm trong anh. Khi mà cổ phiếu đúng, ví dụ như FTT anh mua đoạn này, anh em nhìn này, đây anh mua cái này 99 luôn, bây giờ như nào, 6%, đâu phải xoắn, không phải xoắn gì cả, đúng không anh em? Giờ nhiều người còn mong là nó giảm xuống đây này, nó giảm xuống vùng này hoặc vùng này 100 để mua lại, hơi khó đấy, hơi khó đấy anh em ạ. Đấy, cổ nó sẽ đi ngang trên này thôi. Đấy, và lúc anh em không chịu, nó siết vô, không chịu được tăng nhịp nữa, anh em nhảy vào thì lúc đó nó mới úp bô. Tức là lúc đó thì nói úp bô con FPT này thì không phải, nhưng mà lúc đó thì anh em lại phải chờ rất là lâu nữa, anh em hiểu không ạ? Đấy, nó là như thế, cổ phiếu nó là như thế, nên là cần đánh cổ phiếu nó cần cái sự kiên nhẫn. Đấy, và đôi mắt để chúng ta lọc được cổ phiếu, biết khi nào là cổ phiếu nó đánh, biết khi nào cổ phiếu nó sẽ đánh. Ví dụ như ngày hôm nay con gách, ông anh bảo là nếu mà con gách này nó vượt trên line mà giá tăng vô tăng thì nó mới đánh, còn nếu không thì không đánh anh em ạ. Đấy, thì ngày hôm nay nó không vượt được trên line, không vượt được trên line và cuối cùng vô nó bé, nó phải là vượt trên line với vô tăng anh em nhé, vượt trên lại vùng tăng thì mới đánh được thị trường giai đoạn này. Còn đối với những cái đi review một số các cái cổ phiếu chứng khoán anh em nhé, thị trường giai đoạn này thì VND này Hùng Anh bảo nó phải có một cú móc break nhai là xịt, tuy nhiên nó sẽ phải cân bằng lại và nó sẽ có cú móc lên, thì cú móc là anh em mua được anh em nhé. Một là anh em bắt hẳn ở dưới này, sau đó chờ nó cân bằng lên anh em bắt nốt lên là xong. Đấy, thị trường giai đoạn này sẽ đánh như thế. HCM test lại ở cái đường chạm đường MA20 xem mai phản ứng như nào. SSI vừa nói rồi đúng không anh em, SHS hơi yếu so với dòng chứng khoán, nhưng một khi mà dòng chứng khoán nó chạy thì con này cũng sẽ chạy theo chắc chắn với anh em luôn. CTS rất bình thường thôi anh em. Đấy, còn chưa xuống đến một nửa cái break luôn, nếu mà nó xuống đến một nửa cái break thì nó sẽ chạm vào cái đường MA20 anh em nhé. FTS vẫn ổn không anh em, BSI nói chung là nên chưa đủ thì làm quả break này để cho anh em, những em nào đua BSI cắt lỗ, hoặc là những cái ông nào muốn chốt lời thì chốt. Đấy,
rất bình thường anh em. Nó cái đấy là chuyện bình thường anh em ạ. Để cổ phiếu để mà lên được nó phải có những nhịp rũ. Ông anh mong rằng ấy là cổ phiếu nó có rũ tiếp. Đấy, để ông anh nhìn ra được cổ nào cũng mạnh thì lúc đó ông anh mới tập trung tiền vào này thì nó sướng hơn. Bây giờ cổ nó cũng cứ long ra long dòng. Đấy, nó long ra long dòng. Trừ cái dòng ngân hàng ra là ok và dòng khu công nghiệp cũng ok đúng không anh em? ORS nghe máy tăng này, đấy, vôn lớn này bắt đầu siết này xong bắt đầu nổ lên thì những cái mẫu hình như này thì ngoại cho rằng vẫn đi ngang thôi, vẫn tiếp tục đi ngang một chút, nó cần siết lại một chút ở phía sau, sau đó thì nó mới tăng với vôn thấp anh em nhé. MBS đi ngang trên vùng đỉnh đấy, chưa chết đâu anh em, thoải mái đi đúng không? BMS những cái con cổ phiếu này ấy, thì nó yếu nhưng mà khi mà đến cuối sóng những con cổ phiếu này anh em phải để ý. Anh em hiểu không? Những con cổ phiếu BMS như này khi đến cuối sóng nó sẽ chạy rất mạnh, nó là penny anh em ạ, hay là HBS các kiểu này đấy, hay là SBS này đấy. Những con cổ phiếu penny này cuối sóng nó sẽ chạy anh em nhé. Hết đấy, thì xem một chút dòng cảm biệt HAH, những cái mẫu hình như này thì ông anh không đánh được, nhưng mà nếu mà nó tích lũy ở đây anh em hiểu không, nếu nó tích lũy ở đây đấy, và nó vòng xuống thì nó là điểm mua của anh em nhé, nhưng với vôn phải bé anh em nhé, nó đang vôn bé đấy, vốt vẫn bình thường anh em ạ. VSC mà giảm muốn tích lũy lại này. Đấy. Hay là bán lẻ FRT quá khỏe anh em, quá khỏe, những con cổ phiếu này tiếp tục sẽ lên anh em nhé. Tiếp tục sẽ lên nếu nó lại một tích lũy một cái nền ở vùng này nó sẽ tiếp tục lên tiếp. Hay là DGW này fail cái cây thường. Ông anh bảo là ví dụ như anh em hôm nay anh em mua những con nào như EVG này khả năng cao là anh em fail, hay là BCG này. Nó đang test anh em ạ, nó đang test cho nên là giờ mua break là fail, phải mua gần nền anh em ạ. Đấy. Thì những cái con cổ phiếu như là DGW hay là MWG, những con cổ phiếu này thì nó đang siết lại thôi, nhưng mà vol MWG hơi cao, đó là lý do tại sao anh không đánh con này, không đánh MWG anh em ạ. Xem Masa này. Chưa ổn lắm, đang test lại vùng vùng đỉnh này. Nhưng mà vol hơi to anh em ạ. Nói chung là con này những cái con này nó đánh chỉ số trụ nên là cũng không biết đâu. Thích thì vào với VRE lại tiếp tục tăng. Đấy, anh em thấy không? Hôm qua ông anh có bảo là cái cây này, này nó chỉnh xong rồi, thì mai nó sẽ lại kéo tiếp. Và anh em nhìn nó kéo toàn cuối phiên luôn. Đấy, kéo toàn cuối phiên này. Đấy, 2 giờ bắt đầu nó mới kéo. Đấy. Nên là đánh chứng khoán anh em cần phải hiểu. Nếu mai, nếu hôm nay mà hôm qua mà anh em bán, hôm qua anh em bán ở giá này thì hôm nay coi như anh em vừa mới lỗ một khoản đây và hôm nay anh em mất luôn cả cây này. Nếu mà anh em hôm qua giữ được cây này đúng không? Hôm anh bảo anh em hôm qua giữ được cây này thì hôm nay anh em có ăn được thêm 1,54% nữa. Đấy, nó là như thế anh em ạ. Con này khả năng nhiều khả năng sẽ giống vịt và anh em này. Đánh một nhịp nữa anh em nhé. Con này thật sự nó còn chưa có chỉnh, nó chỉ chỉnh trong phiên kinh khủng. Anh em ai có thì để ý nhá. Xung lực đánh rất mạnh. Nó giống con MSB đánh rất hay anh em nhé. Đấy, tích lũy 2 năm và bắt đầu chạy này thì đừng bán nó vội, nó chậm có tích lũy đây thì ông anh còn bảo em mua thêm đừng bán nó nhá. Tiếp tục những cái cổ phiếu như là của chứng khoán rồi đúng không anh em, phân bón DRC ngày mai rất khỏe anh em nhé. Đấy, vẫn đi ngang này. Đấy, rất khỏe. DPM những con này thì đối với việc nó đánh như này đấy, thì nó sẽ test lại cái vùng mình cũng chưa lên đâu đấy. Thị trường nó đang chưa thuận anh em ạ. DCM last BFC last rất khỏe, hết điểm mua anh em. BFC cũng đi ngang đấy, những con này mà anh em muốn thì chờ nó về vùng 25 này hoặc là 25 hoặc 25.2 thì anh em lấy được nhá. Nhưng mà đấy khả năng là dành cho những anh em nào phiêu lưu mạo hiểm thì anh em mới lấy những con này anh em nhé. Tiếp tục về bất động sản đi, PDR nói rồi đúng không, dòng bất động sản hôm nay hơi yếu anh em. Đấy, không phải là hơi yếu mà là những con đít này nó yếu, yếu hẳn này. Mai nó phải có một cái cây anh em như nào, một cây cân bằng đúng không, một cây cân bằng và sau đó là một cây bứt thoát thì nó mới đỡ anh em ạ, chứ không yếu quá. Sell cũng yếu này. Đấy, cả dòng mình có mỗi PDR là ok nhé.
Khang Điền đây mà. Khang Điền này cũng đang chỉnh này. Nếu mà nó chỉnh không quá 1 phần 3 cây nến hoặc đến giữa cây nến này thì ok, nhưng anh nghĩ rằng là cái việc mà nó chỉnh như này thì cũng không biết được, vì cái nến này nến cụt đầu với vôn khá lớn thì không biết là có fail, có cái cây break này có fail. Đa phần những cái cây break ngày hôm qua là fail anh ạ, là fail hôm qua hôm trước. Thị trường nó phải làm thế, anh em bạn anh em FOMO bán cắt lỗ thì lúc nó kéo anh em mới không dám lao vào, chứ tầm này mà nó mà làm thật anh em lao vào thì thôi chết mấy anh lái đúng không, gom hàng cho mấy anh em ăn. À, thì nói chung là cổ phiếu thì bất động sản thì nó cũng không gọi là nó yếu, anh em nhìn nóng thép này, HPG break fail rồi, quay lại đỉnh test đỉnh này, chuyện bình thường em nhé. Hoa sen như đã nói rồi đúng không, chạm cái đường trend line này, cái đường hỗ trợ này chắc chắn có thể là sẽ có phản ứng, anh em chờ đây. Nam Kim đấy, cũng gãy, những con Nam Kim này đánh nó có thể là mai nó sẽ là một cái tăng, nếu hoa sen tăng hoặc là hóa phát tăng. Em đừng sợ VGS, lần qua lên quanh đúng không? TLH break, mua break này, mua break chết hết anh. Xem đầu tư công này, CTD, những cái con cổ phiếu như này ngày hôm nay anh em có thể lấy được, ngày hôm qua anh em có thể lấy được, hoặc thậm chí anh em có thể lấy sớm ở cái vùng này 67.5 cũng được. Đấy. Thì anh cược rằng là những cái con cổ phiếu này còn khả năng tăng nữa. Khi mà dòng đầu tư công nó vào sóng, em nhìn LCG này. À, thì đối với LCG như này, nếu mà mai mà nó có một cái cây nến đỏ quay lại thì coi như con này cả ngày đóng phiên ấy là một cây nến đỏ thì con này coi như xong việc. Tức là nó chưa thể tăng được. Với một cái nền này anh em hiểu không? Thì nó sẽ phải quay lại test. À, là CTI vẫn ổn anh em, KSB ổn. Vẫn đang tích lũy lại cái sau cái cây chưa có tức, chờ hàng về anh em ạ. Hay là HHV hay CVG, những con cổ phiếu như này thì dự là đang hơi lỏng. Đấy, cái vùng nào đánh hơi ấy. Tuy nhiên này anh em nhìn này, sau 4 cây nó phải có một cây doji và sau đó một cây tăng trở lại. Thì không biết nó tăng đến bao giờ thì cái này vẫn phải chờ thôi. Đấy. Cây nến đó độ dài biên độ nến là bao nhiêu? Có vượt được cái vùng cao nhất của đây là 15.85 không biết. Đấy. Thì tiếp tục VCG giảm hơi yếu anh em, nói chung yếu. Giờ chỉ nhìn chỉ quay đi quẩn lại chỉ còn mỗi cổ chứng khoán và cổ banh và một số cổ phiếu lẻ là khỏe anh em ạ. Các dòng khác hơi yếu. Hôm nay lọc thì mới thấy. Dòng hơi yếu anh em ạ. À, xem nào. Thủy sản này có tin là xuất khẩu tăng trưởng không? Nhưng mà anh em phải hiểu xuất khẩu tăng trưởng, còn biên lợi nhuận là như nào, về do là chi phí nhân công tăng, giá cước vận tải tăng thì xuất khẩu nó như nào. Đấy, anh em phải hiểu cái vấn đề nó là một bối cảnh chung và nó liên quan nhau theo những cái mắt xích, anh em hiểu không? Đấy. Cho nên là đoàn anh em cũng nghe người ta nói thôi nhá. VHC. Đấy. VHC thì ông anh cho rằng nó cần phải tích lũy thêm anh em. Lọc ANV IDI thì hết vẹo, chưa lên được. Những con này lúc nào mà nó lên thì chúng em mới báo. Nghiêu rồi nào, vẫn tiếp tục lên rất khỏe. ADS rồi nào, đang ở dưới đáy. Con Ghiu này thường là hết điểm mua anh em ạ. Mỗi dòng nó chỉ kéo một cổ như này thôi, và cổ nó có câu chuyện. Con này giảm phụ quá nhiều. Đấy, anh em nhìn này, năm 2021, 2022 tăng không nhiều đâu. Tăng từ 20 đúng không? Tăng từ 19 lên được có 35, chưa được gấp đôi. Đấy, năm 2023 chưa được gấp đôi anh em. Ok, về thị trường thì ông anh cho rằng thị trường sẽ đi ngang đây. Đánh kiểu này khó chỉnh lắm anh em ạ. Đánh kiểu này nó sẽ đi ngang ở đây, đi ngang vùng này và sau đó nó vượt thoát lên vùng này, và sau đó sẽ là có một nhịp chỉnh anh em nhá. Đó là thị trường. Đấy. Vì thị trường thì nó sẽ như thế, vì ông anh nghĩ rằng là đối với cái việc chỉnh ở này, kể cả có chỉnh anh em nhá, có chỉnh thì nó chỉ chỉnh điểm số thôi anh em, không thể nào mà các cái cổ phiếu bên trong nó chưa tăng nhiều. Đấy. Ok anh em. Đấy. Thì view ngày mai nó là như thế, vẫn giữ cái quan điểm đó là thị trường đi ngang và sau đó nó có một phiên tăng và sau đó mới lại rơi vào nhịp chỉnh. Còn thị trường đánh như nào anh không biết, bản thân anh không biết, anh chỉ khuyên anh em rằng là anh em nên có cổ phiếu mà đang có điện lãi 75%, anh em cứ giữ chặt cho anh,
chắc chắn anh em sẽ ăn được sóng này. Ok anh em. Ok thì anh em nào mà thấy video nó hữu ích em cho Hoàng Anh một like, subscribe, hoặc là anh em nào muốn về room khách hàng của anh thì liên hệ số điện thoại 0949359998 và hoặc là quét Zalo room cộng đồng nhá. Inbox của anh. Ok, xin chào, hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo.